chào mừng mọi người quay trở lại kênh YouTube của Alpha Computer. Và bây giờ là 10 giờ 21 phút sáng. Và hôm nay là ngày 23 tháng 12 thì mình vừa mới nhận được một thông tin, đó chính là đã có một khách hàng đang chờ sẵn để có thể canh sale ngày mai là ngày 24 tháng 12. Và bây giờ thì hãy cùng mình đi tìm hiểu xem và cũng như đi phỏng vấn bạn ấy một chút xem là bạn ấy đã ở đây từ lúc nào và bạn ấy đang mua những sản phẩm gì trong ngày 24 tháng 12 nhá. Xin chào bạn ạ. Không biết là mình đang thấy ở đây thì bạn có một cái túi ngủ đúng không ạ? Thì không biết là bạn đến đây từ lúc nào và bạn đang chờ để mua sẵn sản phẩm gì không ạ? Mình đến đây từ chiều ngày hôm qua thì mình đến để mua sản phẩm màn hình MSI 32 inch ạ. Chiều hôm qua luôn, nghĩa là mình đã chờ ở đây được hẳn 2 ngày. Thì không biết là động lực nào đã khiến mình đến đây sớm như thế để có thể mua được sản phẩm đó? Động lực là sản phẩm này thì nó có một thiết kế đẹp và nó sở hữu nhiều tính năng mà mình đang cần ạ. Phải đến sớm ạ, và chỉ có một sản phẩm duy nhất ạ. Là vì chỉ có một sản phẩm duy nhất đúng không? Và sản phẩm đó hiện tại thì đang được giảm từ mức giá bao nhiêu xuống còn bao nhiêu nhỉ? Sản phẩm giảm từ mức giá 8.9 triệu xuống còn 4.6 triệu ạ, tầm đấy. Chỉ còn 4.6 triệu, bây giờ thì mình đã sẵn sàng để có thể mua sản phẩm đó rồi đúng không? Thì mình có thể xin tên bạn một chút được không? Mình tên là Nguyễn Trung Hiếu ạ. Thì bạn Hiếu đã ở nhà thì bạn đã có một bộ PC nào chưa? Thì mình nghe có vẻ như là bạn đang là một fan của MSI đúng không? Mình cũng đang có một bộ PC ạ. Bộ PC của mình là đang sử dụng bên B450 của MSI ạ. Và có kỳ xử lý là R3-2200G và 16GB ạ. Thì bây giờ thêm một chiếc màn hình nữa chắc chắn là sẽ hoàn thành bộ PC của mình. Sau bạn ra thì bạn đã thấy ai xếp hàng cùng mình chưa nhỉ? Mình chưa thấy một ai xếp hàng, tức là mua giờ vàng giá sốc vào ngày mai. Mình nghĩ là mình sẽ có cơ hội sở hữu màn hình. Vâng, mình cảm ơn. Thì bây giờ chắc là mình sẽ mời bạn vào trong để có thể nghỉ ngơi cũng như là xếp hàng. Chắc chắn là mình sẽ là người đầu tiên để có thể mua sản phẩm đó. Và mong là bạn sẽ ủng hộ Alpha tiếp tục. Và không biết là nếu sau này Alpha có nhiều chương trình nữa thì bạn có tiếp tục ủng hộ không? Và mong muốn gì đối với những chương trình tiếp theo của Alpha nhỉ? Chắc chắn mình sẽ ủng hộ Alpha. Mình thì mong muốn những sản phẩm mà có giá sốc như hôm nay thì chắc chắn là mình sẽ ủng hộ thôi. Mình cảm ơn bạn nhé. Thì với chương trình sale shop đêm Giáng sinh này chỉ từ 24.000, chắc chắn đã có những khách hàng xếp hàng ở Alpha Computer số 49 Thái Hà rồi. Và nếu như mọi người muốn biết chi tiết về chương trình thì hoàn toàn có thể lên Facebook của Alpha ở bài ghim ngay ở phần đầu tiên ở đây. Đấy, thì như mọi người có thể thấy chương trình ngay được ghim ngay phần đầu tiên. Và đây sẽ là phần link các sản phẩm đang được giảm giá và có những sản phẩm giảm giá lên đến 75%. Và nếu như mọi người quan tâm đến sản phẩm nào cũng như là đang muốn mua bất kỳ sản phẩm nào trong list danh sách đang được giảm giá này. Và đối với chương trình này thì sẽ áp dụng từ 10 giờ đến 11 giờ chỉ trong ngày 24 tháng 12 duy nhất có một ngày thôi. Và đã có khách xếp hàng rồi, vì thế thì hãy nhanh chân qua ngay Alpha Computer. Và còn cực kỳ nhiều các chương trình khác nữa, và đừng quên là hãy cứ theo dõi kênh YouTube của Alpha Computer để có thể update được tất cả các chương trình tiếp theo nhé. Bye bye. Là an tâm, phụ huynh tìm đến Alpha chắc chắn là an tâm, khách hàng an tâm, về Alpha thì Alpha cũng an tâm, sinh viên tìm đến Alpha chắc chắn là an tâm, game thủ tìm đến Alpha chắc chắn là an tâm, phụ huynh tìm đến Alpha chắc chắn là an tâm, khách hàng an tâm, về Alpha thì Alpha cũng an tâm.